là bạn và tất cả các khán giả đây có biết đến một khái niệm gọi là sức mạnh của niềm tin không ạ? Bạn hiểu đúng không? Khi mà bạn tin rằng sau mọi cơn bão sẽ có nắng, sau trong mỗi một căn hầm thì cũng sẽ có lối ra thôi, và bạn có niềm tin lớn nhất vào bản thân mình, và bạn biết rằng là tôi sinh ra là để hạnh phúc và tôi xứng đáng để được hạnh phúc chẳng hạn, tôi sinh ra là để luôn luôn được nhận được tình yêu, được sự giàu sang. Và khi mà bạn cứ tin vào điều đó và thật sự tin ở từ bên trong mình, và bạn hành xử như vậy, bạn hành xử như bạn là một con người hạnh phúc, bạn hành xử như bạn là một con người thành công, thì cái đó nó sẽ trở thành, về sau về dài nó sẽ trở thành cái hiện tại của bạn luôn. Khi mà có lẽ khái niệm này hơi khó, nhưng khó hiểu ngay lập tức, nhưng mà nó cũng liên quan một phần gọi là lực hấp dẫn đấy ạ. Lực hấp dẫn, chúng ta sẽ là những gì mà đến với chúng ta, nó chính là chúng ta. Chúng ta thu hút những gì đến với chúng ta, thực sự là như vậy. Chừng nào mà chúng ta còn nghĩ cái điều là mình không thể, mình không hạnh phúc, mình có rất nhiều vấn đề, mình không có thời gian, thì nó sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng khi mà các bạn tin rằng các bạn đặt cho mình những cái sự suy nghĩ tích cực và nói cho chính bản thân mình rằng là à, mình sẽ có thời gian, mình sẽ luôn hạnh phúc, mình sẽ đạt được những thế này, A, B, C, D trong cuộc sống này. Và bắt đầu là bạn đưa ra những cái step đầu tiên cho mình và ghi xuống làm sao để mình hạnh phúc, làm sao để mình vượt ra khỏi vấn đề này. Và bắt đầu là bạn sẽ thấy rằng là sức mạnh của niềm tin cộng với hành động và cảm xúc nó sẽ ra kết quả. Và đó là cách mà Siming đã vượt qua được cái khó khăn của mình. Bởi vì mình tin rằng là mình được hạnh phúc, không có lý do gì. Không có lý do gì như một đứa trẻ mà mọi người nói rằng là không có xứng đáng hạnh phúc, không xứng đáng sự yêu thương. Mình biết trong thân tâm mình nó không phải là điều như vậy, và nó không phải là điều mà Thượng Đế muốn bất cứ chúng ta, trong số chúng ta ở đây ai cũng có cảm giác như vậy. Tại vì cuộc sống mà chúng ta được trao bởi Thượng Đế là để làm gì? Thượng Đế yêu chúng ta và muốn chúng ta hạnh phúc. Mình sẽ không nói rõ ràng là về tôn giáo nào, mọi người có thể tin bất cứ tôn giáo nào, nhưng mà chúng ta đều có chung một người tạo ra thôi. Và cách để chúng ta sống một cách ý nghĩa và nâng niu cái cuộc sống này, cũng như là biết ơn với Thượng Đế và vũ trụ, đó là hãy sống một cách ý nghĩa và hạnh phúc, và hãy tin rằng bất cứ thứ gì đến với chúng ta trong cuộc sống này, dù là tốt biết mấy, thậm chí là nó quá tốt đi, chúng ta đều rất xứng đáng để nhận được điều đó. Đó là cách duy nhất mà các bạn hiểu ra được sức mạnh của niềm tin. Sức mạnh của niềm tin. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.